cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau: Tòa án tối cao có động thái mới liên quan trực tiếp đến Tổng thống Donald Trump. Truyền thông tin tức giả và sự khác biệt trong cách đưa tin về hai nhân vật đang làm mưa làm gió tại Hoa Kỳ. Quân đội Mỹ tấn công Houthi sau lời kêu gọi hành động khẩn cấp ở Biển Đỏ. Mỹ bật đèn xanh quan trọng hơn cho Ukraine phản công vào Nga. Và sau đây là phần tin chi tiết kính thưa quý vị, hôm thứ Năm, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ban hành bốn phán quyết cho các vụ án khác nhau. Tuy nhiên, các phán quyết này không liên quan đến những vụ án lớn mà cả quốc gia đang trong ngóng theo dõi. Các phán quyết này bao gồm Gonzalez v. Trevino, Diaz, Moore và một quyết định khác liên quan đến kiện tụng về truy tố ác ý. Tuy nhiên, các phán quyết được mong đợi nhất có liên quan tới cựu tổng thống Donald Trump bao gồm quyền miễn trừ của Tổng thống và phán quyết liên quan đến các bị cáo vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 sẽ phải chờ đến thứ Sáu. Một trong những phán quyết được chờ đợi nhất liên quan đến quyền miễn trừ của Tổng thống, phán quyết này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cựu Tổng thống Donald Trump, người đang đối mặt với nhiều cáo buộc vi hiến từ đám côn đồ đảng Dân Chủ liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol. Quyết định của Tòa án tối cao sẽ xác định liệu Tổng thống Trump có thể được miễn trừ khỏi các vụ kiện tụng can thiệp bầu cử này hay không. Sự chờ đợi này đã làm tăng thêm sự căng thẳng trong chính trường Mỹ, đặc biệt là khi ngài Trump đang tiếp tục duy trì ảnh hưởng lớn trong đảng Cộng Hòa và có khả năng cao sẽ được bầu chọn để tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trong trường hợp xấu, nếu tòa án tối cao quyết định rằng Tổng thống Trump không được quyền miễn trừ, thì điều này có thể mở ra cánh cửa cho các vụ kiện tụng tiếp theo của đám thổ phỉ cánh tả và làm phức tạp thêm nỗ lực tranh cử chức tổng thống của ông Trump. Hãy cùng điểm sơ qua các phán quyết của tòa án tối cao hôm thứ Năm. Phán quyết trong vụ Gonzales v. Trevino. Trong vụ án này, một phụ nữ lớn tuổi tại Texas đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ tòa án tối cao để theo đuổi vụ kiện chống lại chính quyền địa phương của mình sau khi bà bị bắt giữ một cách trả thù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Tòa án tối cao đã cho phép vụ án của bà Sylvia Gonzalez được xem xét thêm bởi các tòa án cấp dưới. Về phán quyết của Diaz, tòa án tối cao đã cho phép mở rộng việc sử dụng ý kiến chuyên gia trong các vụ án hình sự. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến cách mà các vụ án hình sự sẽ được xử lý trong tương lai, đặc biệt là những vụ án phức tạp yêu cầu ý kiến chuyên gia. Cuối cùng, trong phán quyết của Moore, tòa án đã xác nhận tính hợp hiến của việc đánh thuế lên các khoản đầu tư nước ngoài của các tập đoàn. Quyết định này có thể tác động lớn đến các tập đoàn đa quốc gia và cách họ quản lý tài chính của mình. Về quyết định trong vụ kiện tụng truy tố ác ý, tòa án tối cao đã bác bỏ một quyết định rộng rãi của tòa án phúc thẩm khu vực số 6 về kiện tụng truy tố ác ý khi việc bắt giữ có căn cứ xác đáng. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến cách mà các vụ kiện tụng liên quan đến truy tố ác ý sẽ được xử lý trong tương lai. Trong khi chờ đợi các phán quyết quan trọng từ tòa án tối cao, đặc biệt là những phán quyết liên quan đến quyền miễn trừ của tổng thống Donald Trump, cộng đồng chính trị và pháp lý của mỹ vẫn đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng quyết định cuối cùng sẽ có tác động lớn đến tình hình chính trị và pháp lý của cựu tổng thống donald trump nói riêng và có tác động ít nhiều đến hoa kỳ trong tương lai nói chung bởi vì khi đảng dân chủ có lợi thế để tiếp tục truy tố ngài trump thì bọn chúng sẽ truy tố tới cùng nhằm cản bước donald trump trở lại chiếc ghế tổng thống và giúp hoa kỳ thịnh vượng trở lại các phán quyết dự kiến sẽ được công bố vào thứ sáu tới và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất từ tòa án tối cao. Kính thưa quý vị, như đã nhìn thấy rõ, bộ máy tuyên truyền của chính quyền Biden đang chi phối và lèo lái dư luận, khiến cho tin tức khi đến tay người dân, ít nhiều cũng bị sửa đổi hoặc sai lệch đi một phần. Ngoài quầm hơn, cụ Biden và nhà nước ngầm cũng đang điều khiển các nhà đài, báo chí tin tức để che giấu đi những tội ác và bản chất thối nát của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Wake Up America, vào thứ năm vừa qua cựu phát ngôn viên chiến dịch của tổng thống trump hogan gitley đã chỉ trích mạnh mẽ phương tiện truyền thông chính thống vì tiêu chuẩn kép trong việc đưa tin về joe biden và cựu tổng thống donald trump trong khi biden với đảng độc tài và sự ngu dốt của mình lại được báo chí trải thảm hoa tân bốc lên chính tầng mây xanh thì tổng thống trump lại toàn xuất hiện trên mặt báo với sự bôi nhọ trắng trợn gitley nhấn mạnh rằng người dân mỹ đang chứng kiến những dấu hiệu suy giảm về khả năng nhận thức của tổng thống joe biden ông mô tả biden là người không thể đi lên cầu thang không thể thực hiện một cuộc phỏng vấn đơn giản hoặc hoàn thành một câu nói mà không cần sự trợ giúp kitty cũng chỉ trích tòa bạch ốc của biden vì đã cố gắng thuyết phục công chúng rằng những gì họ thấy không phải là sự thật chính quyền biden đã tuyên bố rằng người dân không phải trả thêm tiền cho xăng và thực phẩm mặc dù thực tế là khác xa hoàn toàn Họ còn dám tuyên bố Biden vẫn còn rất sắc bén và nhanh nhạy. Một lời dối trá mà ai cũng nhìn ra. Keith Lee cũng đề cập đến một đoạn video 14 giây của Joe Biden mà đã được đám truyền thông tin tức giả chỉnh sửa ít nhất 5 lần. Đây là một nỗ lực rẻ tiền để lừa dối người dân Mỹ. Và chính quyền Biden đã dùng những đoạn video chỉnh sửa này để tránh sự chỉ trích chính đáng từ phía dư luận. Toàn bộ sự nghiệp của cụ Biden dựa vào máy nhắc chữ teleprompter. Và ngay cả khi có những công cụ này, Biden vẫn không thể hoàn thành một đoạn video ngắn mà không cần chỉnh sửa. Cựu phát ngôn viên cũng cảnh báo rằng chính quyền Biden và những người ủng hộ kiểm duyệt trên toàn cầu đã lo sợ về AI tạo nội dung và cách nó có thể được sử dụng để can thiệp vào các cuộc bầu cử năm 2024. Ông cho rằng thuật ngữ Chip Fake sẽ trở thành công cụ mới để bảo vệ chính quyền khỏi những chỉ trích đáng nhận về Ông cũng lưu ý rằng các phương tiện truyền thông dòng chính đã sử dụng video chỉnh sửa để tạo ra những câu chuyện không có thật về cựu Tổng thống Donald Trump hàng ngày mà không gặp phải vấn đề gì, bởi vì họ đã có tòa bạch ốc của Biden chống lưng. Người dân Mỹ không ngu ngốc và họ có thể thấy rõ sự suy giảm về khả năng nhận thức của Joe Biden. Tuy nhiên, Kitley cũng cho rằng các phương tiện truyền thông chính thống cùng với Hollywood, các trường đại học và các công ty công nghệ lớn đang kiểm soát quyền lực và ảnh hưởng trong xã hội và họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh những câu chuyện có lợi cho ông Tổng thống nhu nhược này. Điều này, theo Kitley, là một vấn đề lớn vì nó có thể ảnh hưởng đến nhận thức của người dân Mỹ về thực tế. Thưa quý vị, quân đội Mỹ ngày 20 tháng 6 tuyên bố họ đã phá hủy một trạm điều khiển trên mặt đất cùng một điểm chỉ huy tại khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Cụ thể, trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom của quân đội Mỹ nói lực lượng của họ đã phá hủy hai xuồng không người lái của Houthi ở biển đỏ. Theo Reuters, hiện chưa có thông tin về phản ứng của Houthi. Sencom đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi các nhóm công nghiệp hàng đầu nhấn mạnh hành động khẩn cấp phải được thực hiện ở biển đỏ để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi vào tàu buôn sau vụ chìm tàu thứ hai. Những cuộc tấn công như thế này phải dừng lại ngay bây giờ. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực bảo vệ những người đi biển vô tội của chúng tôi và nhanh chóng giảm leo thang tình hình ở Biển Đỏ. Các nhóm công nghiệp hàng đầu nhấn mạnh trong một tuyên bố hôm 20 tháng 6. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi những công ty trục vớt ngày 20 tháng 6 xác nhận tàu hàng thiêu thơ thuộc sở hữu của Hy Lạp bị hao thi tấn công ở Biển Đỏ vào tuần trước đã bị chìm. Lực lượng hải quân quốc tế đã được triển khai để hỗ trợ phòng thủ chủ yếu cho các tàu vẫn còn đi qua Biển Đỏ, nhưng các cuộc tấn công đã gia tăng đáng kể. Các nguồn tin trong ngành bảo hiểm ngày 20 tháng 6 cho hay cũng có mối lo ngại ngày càng tăng về tình trạng hao thi sử dụng xuồng không người lái tấn công. Một nguồn tin trong ngành cho hay, khó phòng thủ trước các xuồng không người lái của hao thi và chúng có khả năng gây chết người cao hơn khi chúng tấn công. Ông Munro Anderson, thuộc công ty bảo hiểm Venso Protect, Anh, cho hay đã có 10 cuộc tấn công của hao thi trong tháng 6 so với 5 cuộc tấn công vào tháng 5. Thưa quý vị, theo Politico và CNN, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan đã nói với PBS News hồi đầu tuần rằng thỏa thuận với Ukraine về việc tấn công vào Nga sẽ mở rộng đến bất cứ nơi nào mà lực lượng Nga đang cố gắng tiến quân. Bên cạnh đó, người phát ngôn ngũ giác đài là Charlie Ties cho biết Mỹ đã đồng ý cho phép Ukraine dùng vũ khí do Mỹ cung cấp tấn công những nơi lực lượng Nga đang đến để cố gắng chiếm lãnh thổ Ukraine. Thiếu tướng Patrick Ryder hôm 20 tháng 6 cũng khẳng định rằng không có thay đổi nào trong chính sách vốn luôn nhằm cho phép Ukraine tiến hành các cuộc phản công xuyên biên giới khi cần thiết. Theo Politico, sự thay đổi tinh tế trong thông điệp, điều mà các quan chức khẳng định không phải là một sự thay đổi trong chính sách, diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ lặng lẽ bật đèn xanh cho Kiev tấn công lãnh thổ Nga để đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới vào thành phố Kharkiv. Ukraine đã yêu cầu được cấp phép tiến hành phản công ở khu vực Kharkiv bằng cách sử dụng vũ khí của Mỹ, và Tổng thống Joe Biden đã cho phép họ làm điều đó. CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói trong một cuộc họp báo tuần trước. Tuy nhiên, khi đó, ông Austin nhấn mạnh tâm điểm của hành động này giới hạn ở Kharkiv và chỉ có vậy. Các lực lượng Ukraine kể từ đó đã sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào Nga ít nhất một lần, phá hủy các mục tiêu ở thành phố Begorod và tìm cách kìm hãm cuộc tấn công của Nga. Nhưng các quan chức Ukraine và châu Âu khác đã ép Mỹ nới lỏng các hạn chế hơn nữa, cho phép Ukraine tấn công bất cứ nơi nào bên trong Nga theo Politico. Hai quan chức Mỹ giấu tên khẳng định việc cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga để đáp trả phản công từ bất kỳ nơi nào dọc biên giới không phải là một sự thay đổi chính sách kể từ khi quyết định ở Kharkiv được đưa ra. Động thái này chỉ được đề cập trong bối cảnh cuộc tấn công ở Kharkiv đang diễn ra, nhưng điều đó không loại trừ khả năng đánh trả các cuộc tấn công xuyên biên giới khác.